Xin chào quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Ở cái video này, em sẽ chia sẻ để các anh chị một cái ứng dụng đầu con mới. Đó là chúng ta sẽ tham gia khai thác cái đồng iPad này nhá. Đây, cái ứng dụng này thì nó cũng tham gia đầu ở trên Telegram với các anh chị. Và cơ chế của nó thì 6 tiếng các anh chị quay trở lại, các anh chị khai thác một lần. Bây giờ em sẽ vào cái Twitter của dự án để cập nhật đến các anh chị một số thông tin nhá. Đây là cái Twitter của dự án này. iPad này hoạt động như một không gian làm việc web 3 đổi mới này, được tạo ra để nâng cao mức độ quy trình làm việc này. Hiện tại thì cái dự án nó cũng mới thôi các anh chị, và hiện tại thì họ cũng đã có được 5.000 user rồi, và người ta đang trên đường phấn đấu là đạt 10.000 user nhá. Cái dự án này thì nó cũng mới thôi nhá. Thế chúng tôi hiện đang ra mắt ứng dụng mini Telegram này, bắt đầu canh tác các điểm này. Người dùng của chúng tôi là tài sản quý giá nhất của chúng tôi này. Thì cái dự án họ cũng còn mới nhá, nên ở cái video này thêm sẽ chia sẻ các anh chị cái cách để các anh chị tiến hành đăng ký cái tài khoản để các anh chị khai thác đó. Rồi sau này cái dự án này nó có thêm cái thông tin hay là cái cập nhật gì đấy thì em sẽ tiếp tục chia sẻ đến các anh chị sau nhá. Để đăng ký cái tài khoản thì các anh chị click vào cái đường link em để bên dưới cái phần mô tả của video đấy, thì nó sẽ đưa các anh chị đến cái giao diện như của em ở trên màn hình. Các anh chị nhấn vào cái chữ start ở đấy nhá. Đấy, ở đây thì để join vào cái cộng đồng của cái dự án này thì các anh chị click vào cái chữ join community này. Đấy, các anh chị join vào nhá. Các anh chị có thể join vào đấy để các anh chị tìm hiểu thêm một số thông tin này. Rồi bây giờ các anh chị quay trở lại. Để bắt đầu khai thác thì các anh chị nhấn vào cái chữ play ở đây. Các anh chị nhấn vào start. Rồi để bắt đầu đào thì các anh chị nhấn vào chữ Star Farming ở đây nhé. Đấy, như thế là nó đã bắt đầu khai thác cho các anh chị. Đối với cái con này thì 6 tiếng, các anh chị vào các anh chị khai thác một lần nhé. Rồi các anh chị click vào cái chữ Tab ở đây này, Tab. Rồi ở đây thì các anh chị hoàn thành các cái nhiệm vụ để các anh chị nhận thêm cái điểm nhé. Đây, ở đây thì nó có các cái nhiệm vụ như thế này. Ở đây thì em sẽ hướng dẫn sơ qua thôi nhé. Còn các anh chị thao tác tương tự các anh chị thực hiện hết nhé. Để các anh chị kiếm thêm số điểm đấy. Các anh chị click vào đây này. Rồi các anh chị join vào cái cộng đồng này. Rồi các anh chị quay trở lại này. Các anh chị đợi cho nó lắc một chút xíu nhá. Rồi các anh chị nhấn vào chữ collect cộng 200 ở đây. Đấy, như thế là các anh chị đã cộng được 200 điểm rồi nhá. Bây giờ các anh chị về lại cái mục space này. Đấy, thì các anh chị thấy đã nhận được 200 này. Rồi các anh chị vào lại cái mục tab. Các anh chị vào lại cái mục tab nhá. Các cái nhiệm vụ ở dưới này thì nó cũng tương tự thôi. Các anh chị vào các anh chị follow nhá. Rồi để chia sẻ thì các anh chị nhận vào cái chữ invite ở đây này. Các anh chị click vào chữ invite ở đây. Đấy, các anh chị chia sẻ về bạn bè của các anh chị nhá. Rồi như thế là em đã chia sẻ để các anh chị cái cách để các anh chị tham gia đăng ký cái dự án iPad này rồi nhá. Bây giờ thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây luôn. Cảm ơn quý anh chị và tất cả các bạn đã theo dõi cái video của em. Em xin chào tất cả các anh chị. Hẹn gặp lại các anh chị ở cái video tiếp theo ạ.